Daisy viết Kanye múa. Ngày xưa, có một chú vịt con tên là Daisy. Cô bé sống trong một trang trại lớn với nhiều con vật khác. Daisy khác biệt so với những chú vịt khác. Cô bé rất thích nhảy múa. Mỗi sáng, Daisy thức dậy thật sớm. Cô bé len ra khỏi gia đình để tập nhảy. Cô xoay tròn và quay cuồng bên cạnh chuồng bò màu đỏ cũ kỹ. Cô nhảy nhót gần chuồng heo. Cô thậm chí còn cố gắng nhảy điều moonwalk trong khu vườn lấy lội. Những con vật khác trong trang trại nghĩ Daisy rất ngớ ngẩn. Những con bò đảo mắt khi nhìn thấy cô. Những con gà mái cực tác và lắc đầu. Ngay cả những con vịt khác cũng kêu quắc quắc cười nhạo những động tác nhảy của Daisy. Nhưng Daisy chẳng quan tâm. Cô bé rất vui khi được nhảy múa. Nó khiến trái tim cô cảm thấy nhẹ nhõm và đôi chân có màng của cô ngứa ngáy vì hạnh phúc. Một ngày nọ, bác nông dân Joe mang đến trang trại một chiếc radio. Bác bắt nó lên và âm nhạc tràn ngập không gian. Đôi mắt Daisy sáng lên. Cô bé chưa bao giờ nghe thấy những âm thanh tuyệt vời như vậy. Ngay khi âm nhạc bắt đầu, Daisy bắt đầu nhảy múa. Cô lắc lư và vẻ vẫy đuôi. Cô gõ chân và lắc đầu. Cô thậm chí còn xoay một vòng thật điệu nghệ, khiến cô chóng mặt. Bác nông dân Joe nhìn thấy Daisy nhảy múa và cười lớn. Ôi trời ơi, bác nói. Một con vịt biết nhảy. Thật buồn cười quá. Những con vật khác tụ tập xung quanh để xem. Chúng chưa bao giờ thấy điều gì như thế này trước đây. Daisy cứ nhảy và nhảy, đắm chìm trong âm nhạc. Bỗng nhiên, Daisy vấp phải chân của chính mình. Cô lộn nhào đầu qua đuôi và rơi tõm xuống một vũng bùn. Bùn văng từng tóe khắp nơi. Những con vật khác bật cười ầm ĩ. Chúng nghĩ đó là điều buồn cười nhất mà chúng từng thấy. Nhưng Daisy tội nghiệp cảm thấy rất xấu hổ. Cô muốn trốn dưới một bụi cây và không bao giờ ra ngoài nữa. Ngay lúc đó một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên. Đó là Penny con heo. Đừng buồn Daisy, cô nói. Tớ nghĩ vũ điệu của cậu thật tuyệt vời. Cậu có thể dạy tớ được không? Daisy không thể tin vào tại mình. Có người thích vũ điệu của cô sao? Cô mỉm cười và gật đầu với Penny. Từ ngày đó, Daisy và Penny cùng nhau tập nhảy. Họ nghĩ ra những động tác mới ngỡ nghinh như ớt ít và quắc quắc và nhây lạc trong bùn. Chẳng mấy chốc, những con vật khác cũng muốn tham gia vào niềm vui này. Coco con bò học cách thực hiện điều đu đưa và rừng lạc. Henny con gà mái thành thạo điều cha cha gà mái. Ngay cả dê già cáu kinh cũng cố gắng hết sức với điều nhay nhót Billy Goat. Chẳng bao lâu sau, cả trang trại đều nhảy múa. Mỗi buổi chiều, khi bác nông dân Joe bật radio lên, tất cả các con vật đều tụ tập trong sân. Chúng nhảy múa và cười đùa cùng nhau, tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời. Một ngày nọ, một chiếc xe tải lớn đổ trước trang trại. Một người đàn ông cầm máy quay bước ra. Ông nói ông đến từ một chương trình truyền hình có tên Động vật có tài năng. Ông đã nghe về những con vật nhảy múa trong trang trại và muốn quay phim chúng. Các con vật rất phấn khích. Chúng tập luyện chăm chỉ hơn cho ngày trọng đại. Daisy giúp mọi người nhớ các bước nhảy. Cô là người thầy giỏi nhất vì cô yêu thích nhảy múa rất nhiều. Khi đoàn làm phim đến, các con vật đã trình diễn một màn biểu diễn tuyệt vời. Chúng nhảy múa hay hơn bao giờ hết. Daisy dẫn đầu tất cả trong màn kết thúc hoành tráng với những động tác xoay người, nhảy cao và nhiều điều lắc lư ngờ nghình. Người đàn ông làm truyền hình kinh ngạc. Ông chưa bao giờ thấy những con vật tài năng như vậy. Ông nói với bác nông dân Joe rằng video nhảy múa sẽ được phát sóng trên TV vào tuần tới. Khi chương trình được phát sóng, mọi người trên khắp đất nước đều thấy Daisy và những người bạn động vật nhảy múa của cô. Ai cũng yêu thích. Chẳng mấy chốc, khách tham quan bắt đầu đến trang trại để xem tận mặt những con vật nhảy múa. Bác nông dân Joe rất tự hào. Bác xây dựng một sân khấu đặc biệt trong sân để các con vật biểu diễn. Bác thậm chí còn mua cho Daisy một đôi giày ba lê tí hồn, vừa vặn với cô. Daisy không thể tin được cuộc sống của mình đã thay đổi nhiều như thế nào. Cô từ chỗ bị cười nhạo đã trở thành ngôi sao của buổi biểu diễn. Nhưng điều tuyệt vời nhất là cô đã kết bạn với rất nhiều bạn mới. Nhảy múa cùng nhau khiến mọi người hạnh phúc. Mỗi tối, khi mặt trời lặn xuống trang trại, Daisy lại nhảy một điếu nhảy vui vẻ một mình. Cô biết ơn vì tình yêu nhảy múa của mình và vì tất cả niềm vui mà nó mang lại cho trang trại. Và thế là, Daisy viết con nhảy múa đã học được rằng sự khác biệt có thể là một điều tuyệt vời. Tài năng độc đáo của cô đã mang lại niềm vui và tình bạn cho cả trang trại. Từ ngày đó trở đi, lúc nào cũng có âm nhạc, tiếng cười và rất nhiều điều nhảy trên trang trại của bác nông dân Joe.